Let's call this message Across the Street. Tôi xin nói về cái đề tài đó là băng qua con đường. Imagine there's a busy street. Chúng ta hãy hình dung giống như là con đường rất là bận rộn, đang xe chạy nhiều. Like in Vietnam. Như ở tại Việt Nam. And you're trying to cross that street, you're in danger. Và quý vị phải cố gắng để làm sao để băng qua cái con đường đó. The drunk drivers. Để khỏi gặp nguy hiểm bởi vì những người mà chạy xe mà có coi như có rượu. Reckless drivers. Reckless. Rồi những người mà chạy ẩu. And then you're trying to get across the street. Và mình cố gắng để mà băng qua đường. Imagine Jesus comes to you. Và bây giờ chúng ta cũng hãy hình dung là Chúa Giêsu đến với chúng ta. Gets through the street. Và Ngài cũng băng qua con đường đó. Saves your life and brings you back. Để đến cứu cuộc đời chúng ta. I'm going to call this message Across the Street. Nên là tôi muốn nói về chủ đề này là băng qua con đường. I believe many of us are living for God. Tôi biết là tất cả chị em đây là sống cho Chúa. Sometimes we're also living for ourselves and our family. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ sống cho chính mình và gia đình của mình. You know, many Christians, I think, tôi cũng biết nhiều cơ đốc nhân often live for themselves. Họ chỉ sống cho riêng mình. And for the Lord a little bit. Rồi khi sống cho Chúa một tí thôi. Yeah, Christians enjoy Bible study, prayer meetings. Có những người thì họ cũng vui thích để trong cái buổi nhóm. Why not? Cảm ơn Chúa. But my focus this afternoon a little bit is just for those outside the kingdom. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói về những người ở bên ngoài vương quốc của Chúa. You know, in America we talk about something called the golden rule. Tôi muốn nói về một cái luật vàng. What does that mean? Cái luật vàng đó là cái gì? Nguyên tắc vàng đó. Do for other people what you would have them do for you. Là hãy làm cho người khác những gì mà mình muốn người khác làm cho mình. Sounds like a good thing to me. Tôi nghĩ đây là cái điều tốt không ạ? Let's take a higher rule. Bây giờ chúng ta lại có một cái luật cao hơn. There's a rule called the platinum rule. Là gọi là cái nguyên tắc bạc á. Gold is cheap compared to platinum. Gold is cheap compared to platinum. Xin lỗi. Cái này á, vàng á thì nó rẻ hơn là bạch kim. Cái này là cái luật này là nguyên tắc bạch kim. What about that second ring? Và tôi muốn nói cái này là gì ạ? Do for others what Jesus did for you. Là cái luật bạch kim này đó là hãy làm cho người khác những gì mà Chúa đã làm cho mình. Love others as Jesus loved us. Là hãy yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng ta. Before I go here, let me talk about a true story. Trước khi tôi vào chủ đề này, tôi xin nói về hai câu chuyện thật. In the area where the ocean is at California. Có một cái vùng biển ở tại Cali. The weather in the ocean can change overnight. Và cái thời tiết nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. So a godly man. Có một người tin kính Chúa. Promised his son that after church. Ông hứa với con trai của mình là sau buổi nhóm. He would take his son out on the boat. Thì ông sẽ đưa con trai ông đi thuyền. So his son also invited a friend. Và người con trai của ông cũng gọi thêm một người bạn của mình nữa. That friend was a good boy but not a Christian. Và cái người bạn này là cũng là một cậu bé tốt nhưng mà không có biết Chúa. So this was a sailboat. Và cái chiếc thuyền này thuyền ở buồm. So the power comes from the wind. Và cái nó coi như là nó có sức mạnh từ cái gió để mà cái buồm đó nó chuyển động. As the boat started going farther away. Và khi mà chiếc thuyền nó càng ngày càng ra khơi. A good day, the ocean was flat. Và lúc đó thì cái biển nó rất là yên lặng. Now dad here, he was a skilled sailor. Và người cha là cái người rất là kỹ năng ở trong cái việc mà làm coi như là đi thuyền. Suddenly the weather changed. Nhưng mà bỗng nhiên thời tiết thay đổi. The father's trying to turn the boat around and go back to the land. Và người cha cố gắng quay thuyền để quay trở về bờ. With all his skill and strength, he couldn't. Nhưng do mà it. Với sức mạnh của ông và cái kỹ năng của ông cũng không thể nào vào so bờ được. He knew in his spirit this boat is going to flip. Và ông biết trong tâm linh của ông là chiếc thuyền này nó sẽ lật. So as a father, he's doing the best he can. Và cái người cha này cố hết sức của mình. He's concerned about his son and about the other boy. Ông quan tâm đến người con trai của mình và người bạn của con trai. Well, the boat flipped. Nhưng mà chiếc thuyền này đã lật. So one boy is over here, one boy is over here. Nên là cái chiếc thuyền nó đã lật ít và một người con trai của ông thì ở đằng kia và người bạn của nó đằng kia. And here's the dad. Và cha thì ở đây. And so the boat is gone. Thuyền nó đã chìm mất rồi. But there's one reserver. Mà chỉ có một cái phao cứu hộ mà thôi. So the father knows this. Và người cha biết rằng I only have one chance. Tôi chỉ có một cơ hội to make a quick decision. Để mà quyết định cách nhanh chóng. I can't save them both. Tôi không thể cứu cả hai người. So he threw that thing to the boy's friend. Nên là ông đã ném cái chiếc phao đó cho người bạn của con ông. He shouted to his son, son, I love you. Và ông kêu lên với con trai của mình, con ơi, ba yêu con. That's the last time that father ever saw his son. Đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy con trai của ông. His only son. Đó chính là con trai ruột của ông. True story. Đó là một câu chuyện thật. So we're in a church in California. Trong một cái chuyến ở tại Cali. It's a Sunday night evening.
ở tại một cái buổi nhóm buổi vào buổi tối. And the pastor at the end of the meeting introduces his lifelong friend. Mục sư ở trong buổi nhóm cái ông đã giới thiệu một người bạn lâu năm của ông. Shares with the church we've been good friends for many years. Và ông giới thiệu nói rằng là cái người này là chúng tôi đã có cái mối quan hệ với nhau rất là lâu năm rồi. So we asked the older man please come up and share for 5 minutes. Và rồi ông mời cái người bạn lớn tuổi đó xin bước lên để làm chứng. So he shared the story. Thì người đàn ông này đã chia sẻ. Again, he never saw his son again. Và ông đã không còn nhìn thấy người con trai của ông nữa. But of course, save the unbeliever. Nhưng mà có nghĩa là trong cái câu chuyện của người cha đó là cứu được cái người thanh niên trẻ đó. So he explained how this was like God sending his son Jesus. Nên là ông muốn nói lên cái câu chuyện là Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài, hy sinh con một của Ngài. So he took a seat. Rồi ông đã chia sẻ điều đó xong rồi ông ngồi xuống. And the meeting was over. Buổi nhóm kết thúc. Nobody got saved. Không có ai tin Chúa hết. And 2 teenage boys came up to the old man. Sau đó thì 2 người thanh niên đến với cái người đàn ông già này. They said that's a good story. Và nói rằng là câu chuyện của ông nói rất là hay. But it's not very realistic. Nhưng mà nó không có thực tế lắm. Because what if the boy that he threw the thing? Bởi vì làm sao ông biết được cái người mà người bạn con của ông đó, ông ném cái phao đó mà anh ta sẽ tin Chúa? If you lost your son. Mà anh ông lại mất con trai của ông. Took a chance on the other guy. Mà ông lại coi như là đem cơ hội là để cho cái anh kia được được cứu. The old man says you have a good idea. Thì cái người đàn ông này nói rằng là các anh nói đúng. Let me finish the story. Nhưng mà tôi xin kết thúc cái câu chuyện này. I'm the man. Tôi chính là người cha đó. Who lost his son. Tôi đã mất người con trai của tôi. And the son's friend. Và cái người con bạn của con trai tôi. Is your pastor. Chính là mục sư của các anh. That's big. Big time. Đó là cái câu chuyện rất là hay không? That's the platinum rule. Đó là cái luật được gọi là luật bạch kim đó. Do for others what they would do for you. Cái luật bạch kim này là có nghĩa hơn cả vàng, đó là hãy làm những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta. Now, I was into rock and roll a lot before I met the Lord. Ngày xưa tôi cũng là thích chơi nhạc rock. I was not a player. Tôi không phải là người chơi nhạc. But just I loved the songs and sang, went to the dances. Nhưng mà tôi thích nhạc rock rồi nhảy múa khiêu vũ. One day I was standing inside a shopping mall. Một ngày kia tôi đứng ở trước một cái chỗ mà mua sắm. And I heard a song that was popular in the world. Tôi nghe một cái bài hát nó rất là nổi tiếng trên thế giới. So the words go like this. Và cái lời bài hát nó như thế này. I want to know what love is. Tôi muốn biết tình yêu là gì. I want you, somebody, to show me. Tôi muốn ai đó cho tôi biết. I want to feel what love is. Cho tôi biết về tình yêu và tôi muốn cảm nhận được tình yêu đó. I want somebody to show me. Tôi muốn ai đó chỉ cho tôi biết về tình yêu. As I was listening to this song. Và khi mà tôi nghe cái bài hát này, I found myself crying. Và bỗng nhiên tôi khóc. And I think, man, how badly the world needs the love of God. Và tôi cảm nhận là thế giới này họ cần tình yêu là như thế nào. How badly I need to have a greater love for the lost. Và chúng ta cần phải có tình yêu cho những người hư mất là như thế nào. Personally, I am not an evangelist. Tôi không phải là một nhà truyền giáo. Wish I was. Tôi ước gì tôi là một nhà truyền giáo. But I know how to do the work of an evangelist. Nhưng tôi cũng biết công việc của một người truyền giáo. Anybody can do that. Mỗi chúng ta đều có thể đi ra làm chứng, phải không ạ? So we're talking about this afternoon here, loving the lost. Nên là trưa hôm nay tôi muốn nói về là yêu thương những người đang hư mất. Let's say sometimes that lost person is sitting on the bus. Đôi khi có những người hư mất đó là họ đang ngồi trên xe buýt với chúng ta. And the Lord seems to be prompting you. Và Chúa hãy thúc giục trong lòng của mình. To change seats. Nói là con hãy đổi ghế đi. And go sit with that person. Con tới con ngồi chung với cái người đó. We're coming back from Cambodia. Có lần chúng tôi đi từ Campuchia về Việt Nam. And there's nobody on the bus hardly. Lúc đó thì không có nhiều người trên xe buýt. So I had a good Christian book I've been wanting to read for 2 years. Tôi ngồi trên xe buýt và tôi có cuốn sách Cơ Đốc đó, tôi muốn đọc nó. So I'm starting to read. Tôi cố gắng đọc. The bus stopped and picked up 2 foreigners. Nhưng mà trên chiếc xe buýt đó đang đi thì xe họ dừng lại để họ đón thêm 2 người nữa. So they're about 25 years old. 2 người thanh niên này là khoảng 25 tuổi. They had their hat on backwards. Là những người nước ngoài họ đội nón mà listening to rock and roll. Những cái nón đó để mũi ra sau và rồi so, họ có tai nghe để nghe nhạc. So they both sit on aisle seats. Và 2 anh này thì ngồi trên 2 cái băng ghế khác nhau. When they came in the bus. Và khi mà họ lên xe buýt. I just smiled and said hi. Thì tôi mỉm cười và tôi chào. So now I'm not getting to read my book. Bây giờ tôi sẽ đọc cuốn sách của tôi. The thought comes to me. Nhưng mà có một cái tư tưởng đến với tôi. Why don't you go back and share the Lord with that guy with the red hat? Giờ con hãy đến cái ghế của người đó và nói về Chúa cho anh ta đi. Often young people in the UK. Và thường những người trẻ ở tại nước Anh. Mock the Lord. Họ hay thường chế nhạo Chúa. They think American Christians are stupid. Họ cứ nghĩ là những Cơ Đốc nhân là những người ngớ ngẩn. So I was not tempted to go back there. Nên là tôi không có cố gắng để mà đến ngồi cạnh họ. I'm trying to read my book. Tôi cố gắng đọc cái sách của tôi. Why don't you go back and talk to the guy with the red hat?
Nhưng mà rồi cái lời của Chúa cứ thúc giục là hãy đến mà nói chuyện với anh mà có đội nón màu đỏ. Since I'm not enjoying the book. Mà tôi đọc sách tôi cũng không vui thích gì nữa. I better get back there. Nên là cuối cùng tôi phải đi ra đó. So I walked over to this one guy. À, tôi đi đến cái anh mà có nón màu đỏ. I slugged him in the arm. À, tôi đấm vào cái vai anh tí xíu. I don't normally do that. Tôi thường tôi không bao giờ làm như vậy. So he just looked up at me and laughed. Thì tôi ảnh đang có mấy tai nghe đó và ảnh nhìn lên tôi. I pointed to his headphones and said, "Take them off." Nên là tôi chỉ vào cái phone đó, tôi bảo là hãy mở nó xuống đi. So he did that. Và anh ta đã mở cái phone said, ra. "Hey, I want to sit with you." Và nói là cho tôi ngồi cạnh anh được không? So I asked him about himself. Rồi tôi mới hỏi anh về anh. Why he was coming to Vietnam? À, tại sao anh đến Việt Nam? Girls and sex. Anh ấy là tôi đến để tìm những cô gái đẹp với lại tình dục. Said, "Why you come to Vietnam?" À, còn ông đến Việt Nam làm gì? I live there. Tôi nói tôi sống ở Việt Nam. I live there. What are you doing? Ô, ông sống ở Việt Nam, ông làm gì nơi đó? Very simply what I was doing. Nên đó là cái cơ hội để tôi nói về Chúa. I shared with him my testimony. Tôi nói về cái lời chứng cuộc đời của tôi. Some conviction came. Và đem cho anh đến cái sự coi như anh cũng được cáo trách. He said, "I've never heard about the gospel once." Và tôi nói anh này, anh nói là tôi chưa có từng nghe về tin lành. Today is day one. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe. My wife flagged me. Rồi cuối cùng thì vợ tôi vẫy tay tôi. We have to get off right here. Vẫy bảo tôi là bây giờ mình phải xuống xe. So the driver delayed for a minute. Yeah. The driver delayed for a minute. Cái chuyến đi đó. And I said, "You understand?" Và tôi mới nói anh rằng là anh có hiểu không? This is the first time. À, nên anh nói rằng là đây là lần đầu tiên tôi nghe. Here's my phone. Nên là tôi nói rằng đây là cái số điện thoại của tôi. If you have any problems in Vietnam, call me. Nếu mà anh đến Việt Nam, anh có vấn đề gì thì anh hãy gọi tôi. So he said, "Thank you." Và anh ta nói rằng là cảm ơn ông. For changing seats. Đã đổi ghế để đến đây sharing ngồi với the tôi. Gospel with me. Để chia sẻ về Chúa cho tôi. I don't understand it clearly. Bây giờ thì tôi chưa có hiểu rõ. I'll pray for you right now. Rồi tôi nói rằng tôi sẽ cầu nguyện cho anh. God will show you what it means. Để rồi Chúa bày tỏ cho anh biết rõ ràng. Changing seats on a bus. Đây là đổi ghế ở trên xe buýt là như vậy đó. You know, if we love people. Khi mà chúng ta yêu thương mọi that's người. That's just part of our territory. Thì đó là cái phần mà chúng ta sẽ làm. We went on a tour to Mekong Delta. Có một lần chúng tôi đi cái chuyến du lịch tới miền Tây. Had a friend from Australia, pastor's wife. Tôi có một người bạn đó là vợ của mục sư ở tại Úc đến chơi. So you know on the tour you sit down at round tables and you eat. À, nên là chúng tôi dẫn cô đi cái chuyến tour ở miền Tây và buổi trưa thì họ ngồi quanh cái bàn đó ngồi ăn với nhau. So the person sitting next to me was a attractive woman from Hanoi. Thì cái cô gái mà ngồi cạnh bên tôi thì là một cô rất là đẹp quyến rũ là những người là người ở Hà Nội. I just made small talk. À, tôi bắt đầu gợi chuyện nói chuyện với cô. Nothing happened. À, cũng không có gì xảy ra. Getting back on a bus to come back to Ho Chi Minh. Rồi sau cái chuyến đi đó khi chúng tôi lên xe buýt để quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. I saw that girl take. Thì tôi thấy cái cô này cổ đang ngồi cái nơi đó. So I asked my wife, "With your permission, can I go over there and talk to her?" Ngồi cái ghế đó mà còn trống một bên đó là tôi nói với vợ tôi. So I came over there. Nói là cho anh đến đó anh nói chuyện với cô ấy so được I explained không? Kind of quickly to that girl. Nên là cuối cùng vợ tôi đồng ý và tôi lên đó. Tôi ngồi nói chuyện với cô. About my wife. Tôi chia sẻ về vợ tôi. And I sat down next to her. I sat down next to her. Tôi nói là tôi đã hỏi ý vợ tôi rồi nên là I asked her a few questions. Tôi bắt đầu hỏi cô vài câu. She has a top job in Hanoi. Và cô nói rằng cô có công việc rất là tốt ở tại Hà Nội. Her husband lives in Japan. Còn chồng của cô thì sống ở tại Nhật. They've got money. Họ có tiền. Again, she's attractive. Cô là một người rất là quyến rũ. And I asked her a stupid question. Tôi lại hỏi cô một câu hỏi rất là ngớ ngẩn. I said, "Do you ever think about dying?" Cô có khi nào nghĩ về chết không? Now, 25-year-old girls don't think much about dying. Cái người mà 25 tuổi họ đâu bao giờ nghĩ về cái chết. Because when you got a good life, you got the flesh, you're pretty. Khi mình có cuộc sống thoải mái, tiền bạc đầy đủ. To my surprise. Tôi rất là ngạc nhiên. She said, "I often think about what's going to happen when I die." Khi tôi hỏi cô như vậy thì cô nói tôi cũng lạ, tôi thường hay nghĩ về cái chết. She said, "Do you know the answer?" Nói rằng cô có câu trả lời said, không? You're sitting next to the right person. Cô ngồi đúng cạnh đúng người rồi đó. Tôi sẽ nói cho cô nghe. So I had a joyful time explaining to her. Và tôi rất là vui mừng để mà giải thích cho cô. Said, "I've never heard this before." Và cuối cùng cô nói rằng là tôi chưa từng nghe điều này trước đây. It's very, very new. Điều này nó rất là mới đối với said, tôi. I cannot deny. Nhưng mà tôi không thể phủ nhận. That your life has changed. Phủ nhận được những cái điều mà ông chia sẻ là đời sống ông đã được thay đổi. It's amazing that you were this way and now you're this way. Và nó rất là ngạc nhiên là ông ngày xưa ông như thế này mà bây giờ ông lại như vậy. I preached the gospel. Nên là tôi đã chia sẻ về She Chúa. She did not understand much. Cô chưa có hiểu rõ lắm. Introduced her to my wife.
Tôi cũng giới thiệu cô với vợ tôi. Exchange phone numbers. Để mà có số điện thoại. When we love the lost. Khi mà chúng ta yêu thương những người hư mất. We'll change seats sometimes. Thì đôi khi chúng ta sẽ đổi ghế đến để mà cạnh bên họ để nói với họ. Remember one day we were lost. Bởi vì ngày xưa chúng ta đã từng lạc mất. Airplanes. Ở trên chiếc máy bay. Before the virus, I'm on airplanes quite a bit. Tôi thường cũng đi máy bay nhiều. So I went to a certain part of America. Có một lần tôi đi đến một cái nơi nào đó ở nước Mỹ. A few days returned. Đi vài ngày rồi trở về. And my plane was canceled. Nhưng mà chuyến máy bay của tôi nó đã hủy bỏ. My flesh, I was not happy. Nên là xác thịt của tôi nó không có thích cái việc này. They said you have to wait for another plane in 3 hours. Và máy bay họ nói rằng là phải đợi thêm mấy tiếng nữa để đi chuyến bay khác. And it's midnight. Là lúc đó vào giữa đêm. So I got nothing to do. Giữa đêm và lúc đó tôi không có gì để làm. So when they announced the boarding. Khi mà họ thông báo là sẽ lên máy bay. I was just listening to a basketball champion game. Thì cái khi mà họ bảo là hành khách lên máy bay thì lúc đó tôi đang xem ở trên TV nó có cái trận đấu bóng đá. My team was winning a little bit. Và cái đội của tôi thì đang thắng. Suddenly we had to get on the plane. Và cũng như là họ bảo là lên máy bay. Sitting next to them. Nên là tôi ngồi cạnh cái một gia đình đó. My mind wasn't on the Lord. Và tâm trí của tôi thì hướng về Chúa. I just said to him, "Is you listening to the game?" Lúc đó thì tâm trí tôi không có đang hướng về Chúa đâu. Yep. Tôi nhìn cái cậu thanh niên con của hai người này đó. So nói rằng có phải là con đang nghe về cái trận đấu không? So I said, "Who's winning?" Nói ai thắng vậy? Does your team just won? Nên là cái đội đó thắng là đội của ông thắng đó. I felt the joy of the Lord. I felt joy. Tôi cảm thấy cũng mừng vì cái đội mà tôi thích nó thắng. So I said to the man that's sitting next to me. Rồi tôi mới nói chuyện với cái ông mà cạnh bên cái cậu bé đó. Where are you living? Nói ông sống ở đâu vậy? Same city I live. Thì ra là cái anh này cũng ông này cũng sống cái trong thành phố mà tôi đã từng sống. So he said, "What's your destination?" Rồi nói rằng là cái đích đến của ông là ở đâu? Vietnam. Nói là tôi sẽ đến Việt Nam. So again he said, "What are you doing in Vietnam?" Đó là ông kia ông hỏi đó. Và tôi nói là, anh này ông đó ông hỏi là ông sống ở Việt Nam để làm gì? Tôi mới bắt đầu kể cho anh ta nghe. Now I'm talking a little bit loud. Tôi nói cũng hơi lớn tiếng. So people around me. Nên là những người mà ngồi chung quanh đó họ cũng nghe tôi nói. I said, do you want to be, meet the Lord? Rồi tôi mới hỏi anh, tôi nói xong rồi tôi hỏi cho anh có muốn nhận biết Chúa smart không? Smart guy, engineer. Và ông ta là một người là một kỹ sư, là người thông minh. He said, why not? Anh nói tại sao không? He said, actually, I went to a Bible study about a month ago. Và ông ta nói rằng là tôi cũng thật sự là mới đây tôi cũng có đi đến một buổi nhóm. A friend of mine from work kind of made me go. Bởi vì cái người bạn mà làm việc chung với tôi đó, anh mời tôi đến cái điểm nhóm đó. So at that meeting, they talked like you're talking. Và cái trong điểm nhóm đó thì họ cũng nói về Chúa giống như anh nói vậy. So I said, where would you go if you die? Rồi tôi mới hỏi rằng anh nghĩ rằng sau khi anh chết anh sẽ về đâu? Well, according to what you believe, I guess I'd go there. Thì anh ta trả lời nói rằng như anh nói đó thì chắc là tôi xuống địa ngục quá. Và tôi hỏi chứ vậy thì anh có muốn thay đổi tối hôm nay không? I'd like to do that. Và anh ta nói là tôi muốn. His wife didn't look so happy. Vợ thì vui lắm ngồi cạnh bên đó. Nếu mà chúng ta muốn mọi người vui be a Buddhist, be something else. Thì hãy làm Phật, là người đạo Phật hay là người khác đi. We're here to make God happy. Là một cơ đốc nhân là chúng ta sống để làm cho Chúa vui lòng chứ không phải là để tất cả mọi người vui. So when this guy finished the prayer, và khi mà tôi hướng dẫn cho cái người đàn ông này cầu nguyện tiếp nhận Chúa, I make people pray out loud. Và anh ta đã cầu nguyện lớn tiếng. Because people say, well, just we confess him before. Bởi vì nói rằng là chúng ta hãy xưng nhận Chúa trước mặt mọi người. So he said, I better call my friend at the Bible study. Và rồi anh ta nói rằng là tôi sẽ gọi điện thoại cho người bạn của tôi. Now I'm in the kingdom. Khi mà tôi nói là bây giờ tôi tiếp nhận Chúa Giêsu rồi chắc là anh mừng lắm. Good things happen. Đây là cái điều tốt lành đã xảy ra. We have a heart for the lost. Khi chúng ta có tấm lòng yêu thương những người hư mất. Trong Roma chương 5 câu 8. Roma chương 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Now we might say that 2000 years ago Jesus crossed the street for you me. Chúng ta có thể nói rằng là trên 2000 năm trước đây Chúa Giêsu đã băng qua con đường đến với chúng ta. About 50 years ago. Và 50 năm trước đây. Yeah, a stranger to me. 50 năm trước đây cũng có một người xa lạ. Cross the street. Đã băng qua con đường. He reached out to me, a lost person. Đã vươn ra đến với tôi. And of course I got wonderfully saved. Và tôi đã được cứu một cách rất là tuyệt vời. Never heard before then. Bởi vì trước đó tôi chưa từng nghe về phúc âm.
That man moved away. Cái người đó đã chuyển đi nơi khác. And when he first met me, khi mà anh ta gặp tôi lần đầu tiên, I was high on drugs. Thì lúc đó là tôi đang say trong ma túy. Living with some girl I did not love. Và đang sống với một người bạn gái mà không có yêu thương gì cả. So maybe, và có thể anh mà thanh niên đó nghĩ rằng, maybe I walked away from the Lord. Nghĩ rằng ô làm chứng cho anh này tin Chúa rồi chắc là some cũng bỏ get Chúa. Saved, some bởi vì có những người cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi nhưng mà họ không theo Chúa. I wish I could find him today. Tôi ước gì tôi có thể tìm được anh ngày hôm nay. Because of your obedience. Để rồi tôi có nói với anh rằng bởi cái sự vâng lời của anh I came to the Lord. Mà tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu. And I see people in different, five different. Mà bây giờ tôi đang hầu việc Chúa và tôi đang hầu việc Chúa trong năm quốc gia. Come to the Lord. Và tôi đã coi như là đến để mà giúp đỡ một, nhiều người đến với Chúa Giêsu. John Impul- là Giăng là một sứ đồ. Was on a prison island. Giăng sứ đồ Giăng đó ông đã bị ở trong cái đảo. Now why was he in prison? Tại sao mà ông ở trong tù ở trên đảo? It says in Revelation 1 verse 9. Được chép ở trong Khải Huyền chương 1 câu 9. Tôi là Giăng, một người anh của anh em, người anh của anh em, người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Giêsu. Hiện nay đang ở tại đảo gọi là Patmo vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. The first reason he was there was because of the word of God. Đó là cái lý do đầu tiên mà ông phải ở tù trên đảo đó là bởi vì lời của Chúa. He wasn't in prison just because he read the Bible or studied. Không phải là ông đọc Kinh Thánh mà ông phải vào tù. But John we might describe him as a walking Bible. Nhưng mà chúng ta có thể mô tả Giăng đó giống như là một Kinh Thánh sống. This walking Bible was named John. Đó là cái Kinh Thánh sống, đó là ông Giăng. And you know, wherever he walked, he shared Christ. Có nghĩa là khi ông đi đâu thì ông cũng chia sẻ về Chúa cho những người khác. Are you personally today a living Bible? Vậy thì hiện tại quý vị có phải là một cuốn Kinh Thánh sống không? Because you know, God's will is for his word to become my word. Bởi vì Chúa muốn lời của Chúa sẽ trở nên là lời của mỗi chúng ta. To the glory of God, for his miracles to become my miracles. Để rồi quý vị, cho vinh hiển của Chúa thì để rồi Chúa chúng ta ngày làm qua đời sống chúng ta. Now, what do I mean by a walking Bible? Tôi nói là Kinh Thánh sống là có nghĩa gì ạ? Let's look at 2 Corinthians 3. Xin chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 2. Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 2. Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. According to Paul's insight. Theo như cái sự nhận biết của Phaolô. You and me are living letters. Ông muốn nói rằng là chúng ta là những lá thư sống. Known and read by all men. Chúng ta là những lá thư sống được mọi người biết và đọc. What kind of letter are you? Vậy thì lá thư của quý vị là gì? Some Vietnamese Christians are a busy letter, busy, busy. Có những cơ đốc nhân Việt Nam là họ là những cái lá thư bận rộn. Some people are a self-centered letter. Hoặc là họ là những cái lá thư mà để mình làm trọng tâm. Say hello, they'll tell you the life story. Khi mình gặp họ là họ nói về họ mà thôi. Some young students are just a school letter. Còn một số mà những sinh viên thì cứ nghĩ về việc học mà thôi. On more than one occasion. Có nhiều lần. A woman comes up at the end of the meeting. Có một người phụ nữ đến vào cái cuối giờ nhóm. So this is my girl. Nói rằng đây là con gái của And tôi. I want you to pray that she'll get high marks. Xin ông cầu nguyện cho con gái tôi nó được điểm cao. That's a common thing. Đó là cái việc bình thường hay người mẹ. I look to the girl. Và tôi nhìn cái cô bé này. So do you read the Bible? Tôi hỏi rằng con có đọc Kinh Thánh không? Nope. Dạ không. Why not? Tại sao không? I'm too busy doing schoolwork. Không hổ đâu. I love you with the love of God. Tôi yêu con giống như là với tình yêu của But Chúa. But you got to repent first. Nhưng mà con trước hết phải ăn năn. We'll pray for the good marks later. Không được, mình phải có cái tấm lòng hướng về Chúa trước khi mà mình cầu xin được cái điểm cao ở trong trường. You and me are living letters. Đó là mỗi chúng ta là những lá thư sống. Or supposed to be. Và chúng ta nên phải là những lá thư sống. And as you know, Jesus said, "Let your light shine." Và Chúa Giêsu cũng nói là hãy cái đời sống của mình là kiểu như là cái sự sáng chiếu sáng ra. Some people have a happier smile than other people. Có những người thì họ có những cái nụ cười rất là tươi hơn người khác. They have nice, beautiful teeth. Họ có những cái hàm răng rất là đẹp. I'm not that guy. Tôi thì không có được như vậy. Maybe in heaven I'll become like that. But Jesus said, "Let your light shine." Nhưng mà Chúa Giêsu nói là hãy để sự sáng của con nó được tỏa sáng ra. So one day I had a good day. Và có một ngày kia là một ngày vui vẻ. Sitting in the market in Cambodia. Tôi ngồi ở tại cái nhà chợ ở tại Finishing Campuchia. Up some dinner. Ngồi ăn tối tại cái chợ đó. The thought came to my heart. Thì bỗng nhiên có một cái tư tưởng đến với tôi. Go to that hospital over there after you finish eating. Sau khi con ăn tối xong rồi hãy đi đến cái bệnh viện kia. We had a hard day. Một ngày đó chúng tôi đã làm việc rất là vất vả. Super tired.
và chúng tôi rất là mệt. So my interpreter says I'm not going. Nên là cái người thông dịch cho tôi cổ nói rằng tôi không có đi đâu. Well, my Vietnamese is the same as my Cambodian. Mà tiếng Việt của tôi, cái tiếng Campuchia nó giống nhau là có nghĩa là không biết nói tiếng. 1, 2, 3, that's it. Đếm được 1, 2, 3 thôi. So I went over to that hospital. Sau khi ăn tối xong thì tôi tự một mình tôi đi vào trong bệnh viện. So I figured if the Lord is talking to me. Và tôi nghĩ rằng nếu mà Chúa bảo tôi vào bệnh viện. Sometimes he's not, but if the Lord is talking. Và nếu mà đôi khi không phải, mà nếu mà thật sự Chúa bảo tôi đi. He wants me to go to this hospital. Thì vào trong bệnh viện này. They must want me to go to ICU. Thì chắc là Chúa muốn tôi vào cái trong cái phòng cấp cứu. You know, often hospitals in Cambodia. Thường ở bệnh viện ở tại Campuchia. Don't heal you. Nó không có chữa lành cho you chúng ta. With a problem, you come out with two problems. Nhiều khi mà vô bệnh viện Campuchia là mình cái vấn đề của mình chỉ một thôi mà thành hai. So there I am in ICU. Đây là tôi đi vào trong bệnh viện trong cái phòng cấp cứu. And immediately I can see a girl that's in a crisis. Thì tôi nhìn thấy một cái cô đó đang trong cơn khủng hoảng. I don't know what to do. Tôi không biết phải làm gì. Can't speak. Tôi không có nói được. And she's in a coma. Mà cô này đang hôn mê. So as I'm just praying in tongues, very quiet. Nên là tôi cứ đứng đó và cầu nguyện tiếng lạ. When I don't know what to do, I pray in tongues. Và không biết làm gì thì mình chỉ đứng đó mà cầu nguyện trong tiếng lạ thôi. Here comes the area nurse. Thì bỗng nhiên có một cô y tá đến. She said, "Son, can you help them?" Thì cô mới nói rằng, ông ơi, ông có thể giúp cho cô này được không? She said, "This is my story." Đây là cái câu chuyện về cái cô. This girl got here 10 days ago. Nói là cái cô gái này là cổ đến đây được 10 ngày rồi. 9 months pregnant. Là cổ đã mang thai 9 tháng. And also had malaria. Mà cổ bị bệnh sốt rét ác tính. They're hill tribe people. Cô cũng là người sắc tộc. This is her 19-year-old husband. Và đây là người chồng của cô ấy là 19 tuổi. This is mama over here. Và người mẹ ngồi cạnh đó. They've just come from Cambodia. Họ là người Campuchia ở trong vùng xa. So she said, "Would you pray for them?" Và cái người y tá nói rằng xin ông hãy cầu nguyện cho cô này. So I got real smart. Thì tôi bắt đầu rất là thông minh. Are you a Christian? Hỏi chứ, cô có phải Cơ Đốc nhân không? No. Cô y tá nói là không. I'm a Buddhist. Tôi là người đạo Phật. I said, "Do we know each other?" Cô nói rồi là chúng ta đã có từng gặp nhau chưa? I've never seen your face before. Cô nói là chưa, tôi chưa từng gặp mặt ông. So it's just a little different. Nên là thấy cũng hơi khác. How do you know I'm a Christian? Tôi nói, sao cô biết tôi là Cơ Đốc nhân? I can see. Cô nói là tôi nhìn tôi đoán là ông là Cơ Đốc nhân. The lights are on. Thank you, Father. Cảm ơn Chúa, chưa vậy là ánh sáng của con cũng có tỏa sáng rồi đó. No one has ever told me that before. Bởi vì chưa có ai mà nói với tôi như vậy. Except my wife, maybe. So I said, "Get permission from the mom." Tôi mới nói với cô y tá nói là giờ cô xin phép cái người mẹ đi. Nếu mà họ đồng ý thì tôi cầu nguyện cho cô này. And so I just launched. Và tôi bắt đầu cầu nguyện. And I took authority over the devil. Tôi lấy uy quyền truyền lệnh cho ma quỷ. In Jesus' name, I rebuke you. Trong danh Chúa Giêsu, ta quở trách người. Coma, come out of this coma now. Hỡi cô này phải ra khỏi hôn mê. Be healed in the name of Jesus. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Bring life. Sự sống mới trở lại. Just 2 minutes, not in prayer, just authority. Tôi cầu nguyện chỉ có vài phút rất là ngắn. No, I am not an evangelist. Tôi không phải là nhà truyền giáo đâu. Wish I could be. Tôi ước gì là như vậy. But God's desperate. Nhưng mà Chúa đã dùng tôi. Yeah, so desperately needs you and me to help. Nên là Chúa đôi khi Chúa dùng mỗi chúng ta để cho những người nào đó cần giúp đỡ. So I felt something. Và tôi cảm nhận điều gì đó. Right away. Khi mà tôi cầu nguyện với cô and này. And not knowing what to do. Mà không biết làm gì nữa. I'll be back here at 8:00 in the morning with my interpreter. Tôi nói với cô y tá đó là tôi sẽ về ngày mai, sáng ngày mai tôi sẽ trở lại. So I forgot to tell you. Và tôi quên nói với quý vị. Her baby was in another section. Là cái cô này sau khi sinh con ra thì người ta mới đem con cho cái người nào trong bệnh viện đó để cho bú. Để cái người nào đó cho con bú. Returning at 8:00. Và khi mà sáng hôm sau 8 giờ sáng chúng tôi trở lại. Year old girl was nursing her baby. Khi mà chúng tôi bước vào phòng cấp cứu thì cô này đang ngồi cho con bú. All the machines were taken away. Và người ta lấy những cái ống thở đó ra. The nurse said 5 minutes after you left. Cô y tá nói rằng là sau khi ông cầu nguyện cho cô này, ông đi về 5 phút sau. She said that she sat up and said, "Where's my baby?" 5 phút sau thì cô gái này cổ tỉnh dậy và cổ nói con tôi đâu. We probably spent about 3 hours. Cảm ơn Chúa. Until they came sau đó chúng tôi dùng mấy tiếng đồng hồ để giải thích về Chúa cho họ. Came to the Lord. Và gia đình đó đã đến với Chúa. Main thing, what's the whole idea? Cảm ơn Chúa. Yeah. She saw. Và cô y tá đã thấy được điều gì đó nơi tôi. What are you permitting God to write on your table? On vậy your thì heart? Chúng ta để cho Chúa ghi gì vào trong cái bia lòng của chúng ta? John the Apostle. Sứ đồ Phaolô, sứ đồ mà Giăng. Was often crossing the street, so to speak, for other people. Có nghĩa là sứ đồ Giăng ông cũng đã đi đến băng qua con đường để đến với ai đó làm chứng cho họ về Chúa. What's the second reason that John is in prison? Và cái lý do thứ hai mà tại sao Giăng ở tại trong cái đảo Patmos đó? For the testimony of Jesus. Đó là bởi cái lời chứng về Chúa Giêsu Christ.
The Bible says in Revelation 1 verse 2. Ở trong sách trong Kinh Thánh ở Khải Huyền chương 1 câu 2. Khải Huyền chương 1 câu 2 là người đã làm chứng cho lời của Đức Chúa Trời và cho lời chứng của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là tất cả những gì ông đã thấy. So the English Bible says that he gave testimony to Jesus to all that he saw. Ở trong cái tiếng Anh đó thì nói rằng là ông đã coi như là ông làm chứng về Chúa cho tất cả những người nào ông thấy. That's a lot of people. Ông nhìn đó là nhiều, rất là nhiều người. That's a lot of talking. Có nghĩa là ông cũng nói rất là nhiều. If you're a woman and you're married to John. Nếu mà chúng ta là người phụ nữ mà kết hôn với ông Giang. You say, John, go home and buy some food for the dinner. Anh Giang ơi, anh có đi về thì anh ghé anh đi mua giùm thức ăn. Don't expect him to come back soon. Thì coi như là ông đưa thức ăn thì đừng có mong là ông về sớm. By the time he comes back, dinner's going. Khi mà anh về rồi là coi như là cái bữa ăn tối cũng xong rồi. There is no such thing as careful evangelism. Không có cái việc là nói cẩn thận trong cái việc làm chứng. And if you live a godly life outside the door. Nếu chúng ta sống đời sống tin kính ở bên ngoài. And witness frequently. Và làm chứng về Chúa thường xuyên. You will be persecuted. Thì chúng ta sẽ gặp bắt bớ. Get ready and enjoy it. Nên là hãy chúng ta hãy chuẩn bị và phải vui về cái sự that, bị bắt bớ đó. That comes with becoming a Christian. Đã trở nên một cơ đốc nhân. Yeah, persecution và bị bắt bớ is a friend of the church. Cái sự bắt bớ là bạn của hội thánh. Not the enemy, a friend. Cái sự bắt bớ là bạn của hội thánh chứ không phải là kẻ thù của hội thánh đâu. That's what makes us grow often. Đó chính cái sự bắt bớ đó làm cho chúng ta được tăng trưởng ở trong Chúa. I'm not stupid. Tôi không phải là người ngu dại. I don't pray, Lord, please persecute me and my wife today. Tôi không phải là người ngu dại đó, Chúa ơi, Chúa cho ngày hôm nay người ta bắt bớ. No, I'd rather be blessed. Tôi thì thà là được phước hơn. Sometimes the blessing includes persecution. Nhưng mà đôi khi cái sự phước đó là nó bao gồm cả cái sự bắt bớ. So if you don't want to be persecuted, nếu mà chúng ta không có chịu bị bắt bớ, just go to church. Thì chỉ đi hội thánh. Just sing the worship team. Để chỉ ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tithe. Rồi dâng hiến một phần mười. See you next week. Rồi tuần sau gặp lại. See you next month. Tháng sau gặp Is lại. Is that life? I don't think so. Cái đó phải là cuộc sống cơ đốc không? Tôi không nghĩ như vậy. So again, if we live godly lives outside, nếu mà chúng ta sống đời sống tinh kính ở bên ngoài, it's going to affect the people. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác. You know, Paul said in 2 Corinthians 9. Phaolô viết ở trong Côrintô nhì đoạn 9 câu 6. Côrintô nhì đoạn 9 câu 6. Hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. You know, if you sow one seed a month, nếu mà một tháng chúng ta gieo một cái hạt, if you make it a goal to witness thoroughly to one person once a month, có nghĩa là đi làm chứng cho ai đó một tháng một lần. Good luck. Thì coi là chúc may mắn. Hope that seed roots. Hy vọng là cái hạt giống đó nó phát triển. You know, even though the word of God is a miracle seed, bởi vì lời của Chúa là những cái hạt giống rất lạ. Jesus taught in two gospels. Mà Chúa Giêsu cũng đã dạy ở trong bốn sách Phúc Âm. That if you have four seeds. Là nói về là có bốn cái loại hạt giống. You sow four places. Có nghĩa là hạt giống được rơi vào bốn vùng đất. Only one will make it. Nhưng mà chỉ có một cái nơi đó là người đã vâng lời. Three will fail. Nhưng mà ba cái vùng đất kia thì nó đã thất bại. So what's the point? Cái điểm muốn nói ở đây là gì? The point is to be generous with the seed. Là chúng ta hãy rộng rãi cái việc mà gieo ra. I don't worry about the 75% that don't bear fruit. Tôi không quan tâm được cái việc mà 70% nó không có được kết quả. I'm concerned about the 25% that do commit. Nhưng mà tôi quan tâm đến cái 25% kia nó có kết quả. Paul says some sow a little bit, some sow much. Paulo nói rằng có người thì gieo ít, có người thì gieo nhiều. Which one describes you? Vậy thì người nào mà mô tả về chúng ta? I've seen in the church just like you have. Tôi cũng đã từng thấy ở trong hội thánh như the quý vị thấy are saved, là có những người họ càng tin Chúa lâu năm chừng nào the less witness they have with unbelievers. Thì họ lại ít đi ra làm chứng chừng ấy. So all our friends are Christians. Bởi vì cuối cùng thì những người bạn của họ toàn là những cơ đốc nhân. All friends are tongue speakers. Những người là toàn là những người bạn là họ là những người cầu nguyện trong tiếng mới. Praise God for that. Cảm ơn Chúa vì điều đó. But life is outside the door. Nhưng mà cái sự sống là ở bên ngoài hội thánh. Your future, my future in Christ is outside the door. Đời sống của chúng ta, tương lai của chúng ta là ở bên ngoài hội thánh nữa. No, I have some. Tôi có cái ơn. I can preach, I can prophesy. Tôi được có thể giảng và tôi có thể nói tiên tri. I believe those are good gifts and they glorify the Lord. Những cái ơn đó là những cái ơn đó làm vinh hiển danh Chúa và rất là tốt. But if I want to become better at those gifts. Nhưng mà nếu tôi muốn được tốt hơn trong cái những cái ân tứ này. I need to take my spiritual titles sometimes and put them over here. Thì tôi lấy cái như là cái chức vị của tôi đó là mục sư hoặc là gì đó để qua một bên. And say the lost need me sometime. Mà tôi phải nói rằng những người hư mất cũng đang cần tôi nữa. Reaching out to people that don't know the Lord. Nên là chúng ta hãy vươn ra cho những người không biết Chúa. Is for every one of us.
là mỗi một chúng ta phải vươn ra cho những người không biết Chúa. Have stronger gifts in this area, that area. Dầu là chúng ta có cái ơn mạnh mẽ về cái lĩnh vực này, lĩnh vực kia, nhưng mà phải đi ra làm chứng về Chúa nữa. You know, at Peter's home, ở tại nhà của Phi-rơ, Jesus said in Luke 5, Chúa Giê-xu nói ở trong Luca chương 5, we know the story. Câu 23, Luca chương 5, câu 23. Jesus healed the paralytic. Chúa Giê-xu đã chữa lành người bại liệt. That rise, get up, take up your bed and go home. Chúa bảo rằng hãy đứng dậy, vác giường của ngươi và đi về. Immediately the man got up. Cái lập tức người này, người bại đứng dậy. Picked up his own bed. Ông vác cái giường của ông. And went home giving glory. Đi về nhà và làm và tôn vinh Đức Chúa Trời. Why did Jesus tell him to go home? Tại sao Chúa Giê-xu bảo ông được lành rồi mà đi về nhà? Why not invite him to the local church? Tại sao Chúa không bảo là hãy đến hội thánh địa phương? Why don't you get him in the foundation class? Để đi mà học trường, để học lớp giáo lý. All that's real, all that's valid. Tất nhiên vào hội thánh để học lớp giáo lý thì rất là tốt. But he was telling that guy. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói với người này. I crossed the street for you. Ta đã băng qua con đường để đến với con. Now it's your turn to cross the street for somebody. Bây giờ đến lượt của con cũng phải băng qua đường để đến với những người khác. When mature Christians like you and me, có những cơ đốc nhân trưởng thành như chúng ta. Stop crossing the street. Nhiều khi chúng ta đã không coi như là ngừng không còn băng qua con đường đến với người khác nữa. Your growth in God actually goes decline. Bởi vì cái sự tăng trưởng của chúng ta đến với Chúa, tăng trưởng của chúng ta với Chúa bắt đầu nó để bị giảm xuống. But when we include witnessing, nhưng mà nếu chúng ta có thường xuyên làm chứng, it works. Thì nó sẽ được rất là tốt. So Jesus is telling this new convert. Nên là Chúa nói với cái người mà mới tin Chúa này. I took you off into your own bed. Nói là ta đã chữa lành cho con. Now you go home and carry the bed back by yourself. Bây giờ con hãy phát giường của con đi về nhà. Arriving home. Khi mà anh ta về nhà. It says in verse 26. Được chép ở trong câu 26. Everybody was amazed and astonished. Là mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. They said, we've never seen something like this before. Bởi vì họ chưa từng thấy những cái điều lạ lùng như thế này. So I'm assuming. Và tôi nghĩ rằng this guy has been paralytic for some time. Tôi nghĩ rằng là he's been paralyzed for some time. Tôi nghĩ rằng cái người này bị bại liệt cũng thời gian lâu rồi. Everybody in town knows about his situation. Và những người chung quanh ông đều biết là anh bị bại liệt. When that guy comes home carrying his own bed. Và khi mà anh này là một người bại liệt bây giờ được lành và vác giường đi về nhà. It is now party time. Thì tất nhiên là mọi người ai cũng biết. Party time for God. Mọi người ai cũng biết. As you know, like in a situation like that. Những cái hoàn cảnh như vậy. Or in Siem Reap. Cũng ở tại Siem Reap. God loves to advertise himself. Chúa Ngài muốn quảng bá về chính Ngài to lost people. Cho những người đang hư mất. He loves to brag on himself to lost people. Ngài của Ngài, coi như là Ngài tự khoe mình với những người đang hư mất. So this man went home changed. Có nghĩa là Ngài muốn bày tỏ về Ngài đó. That's a good one. Khi người này được thay đổi. As you know, in Mark 5. Ở trong Mark chương 5. Verse 2 through 5, we won't read it. Mark chương 5 từ câu 2 đến câu 5 chúng ta không cần. Nobody in the Bible has more trouble than this guy. Và nói rằng cái người này chưa có ai mà có gặp cái hoạn nạn như cái người này. Living in a cemetery. Là cái một người mà bị quỷ ám á, sống ở trong nghĩa địa. Lost his mind. Ông đã mất trí. Lost his clothes. Ông mất luôn quần áo. Has supernatural strength. Và ông có một cái sức mạnh phi thường. He can break chains like Superman. Người ta xiềng xích ông là ông bứt tung những cái xiềng xích đó. He's flipped out, he doesn't know who he is. Và ông là cái người điên cuồng, không biết ông là ai. And then, as you know, the Lord sets him free. Và chúng ta biết câu chuyện là Chúa Giê-xu đã đến. The Bible language. Lời Kinh Thánh. Says this man had 6,000 demons. 6, trong lời Kinh Thánh nói rằng cái người này là coi như là quỷ quân đội, có nghĩa là 6,000 quỷ ở trong đó. I've cast out 3 or 4. Mình tôi thì cũng đã từng đuổi được 3-4 con. No, not 6,000, not yet. Nhưng mà nó là tới 6,000 con. I think we go to North Korea. Mình có thể đến Hàn Quốc. We might find some people that have the 6,000. Nên mà Triều Tiên đó thì chắc mình mới thấy được có những người mà có quỷ. I'm joking, but I'm not joking. Tôi nói đùa nhưng mà không phải people đùa đâu. People tell me, say, Paradise, what are you going to do when you get old? Có người hỏi tôi là nói là khi mà ông về già thì ông sẽ làm gì? I have a hope. Tôi nói là tôi có hy vọng. I'm not joking. Tôi không có nói đùa to đâu. Take my wife with me to North Korea. Tôi nói là tôi có cái hy vọng là tôi được đưa vợ của tôi đi đến Triều Tiên. Get a shot in the head. Rồi sau đó hầu vị Chúa là bị bắn cái chết luôn. That's how I want to go home. Đó là cái cách tôi muốn về với Chúa. My wife loves that story. Vợ tôi thích câu chuyện này lắm. But God has put that country in our car. Nhưng mà chuyện này chưa xảy ra. So when that guy got set free. Nên là cái người mà bị quỷ ám này được giải cứu. He approached Jesus. He approached the Lord. Và ông đã đến với Chúa. I want to get in your boat. Sau khi ông được chữa lành thì ông nói rằng là Chúa ơi, con muốn theo Ngài, con được lên thuyền với Ngài không? I want to follow you. Con muốn theo Ngài. He said, not now. Chúa Giê-xu nói là không phải lúc này. You got something bigger to do. Ngươi có những điều lớn hơn để go làm. Home. Là hãy đi về nhà. And advertise for me.
để về nhà để nói cho mọi người biết điều ta đang làm cho người. The Bible says that this man lived in an area of 10 cities. Và Kinh Thánh cho biết là cái người này đó sống ngay cái giữa năm thành phố, nó ráp danh với năm thành phố. Obviously he witnessed. Và tất nhiên ông về và ông đã làm chứng về Chúa. And the crowds were astonished. Và những người nơi đó, đám đông đó, họ rất là kinh ngạc. Who did the follow-up work? Vậy thì who did the follow-up? Và sau đó thì khi mà ông đi ra ông làm chứng về Chúa thì bây giờ ai là cái người chăm sóc? Philip the evangelist. Là coi như là sứ đồ Philip, ông nhà truyền giáo. Leaving Samaria. Philip ông đã đi đến Samaria. He was led by the Lord to go to those 10 areas. Và Philip ông đã đến Samaria, đã đến cái năm cái vùng đó, năm cái thành phố đó. Again, these people where he came from. Nên là cái những người này là cái nơi mà cái người mà bị quỷ ám được chữa lành. They need to see God advertised. Nên là Chúa đã ngài đã quảng bá về ngài. So Jesus wants to give you and me new personal testimonies. Nên là Chúa muốn chúng ta, mỗi chúng ta đều có cái lời chứng riêng của mình. To advertise the Lord. Để mà chúng ta để mà nói về Chúa. And to demonstrate His mercy. Và để bày tỏ về sự thương xót của Chúa. We minister in Canada. Khi chúng tôi hầu việc Chúa tại Canada. Actually, I'm submitted to a ministry team in Canada. Tôi coi như là vân phục với cái nhóm ở tại Canada. So there's a pastor that I know there in a small way. Có một mục sư mà tôi biết ông. He's got the second most powerful church in Canada. Ông có một hội thánh là coi như là rất là nổi tiếng, rất là lớn ở tại Canada. So he gave a story about his mom. Ông đã giảng và ông nói về vợ, nói về mẹ của ông. Now this guy, he's kind of a crazy pastor evangelist. Ông mục sư này, ông cũng là có cái tính cách rất là lạ, và vừa là mục sư nhưng mà cũng có tính cách là người truyền giáo. He has all kind of fun ways to win the lost. Ông có nhiều cách khác nhau để chinh phục những linh hồn. He did a drama on Sunday morning. Ông là có những cái bữa vở kịch vào sáng chủ nhật. 3,000 people. Là trong hội thánh của ông là 5,000 người. The pastor was Batman. Spider-Man. Ở trong cái buổi sáng chủ nhật đó ông mặc đồ là Batman á, là người dơi á, xuất hiện trên sân khấu. I don't know if Pastor Billy has done Spider-Man. Tôi biết là mục sư Vũ có khi nào làm gì không. But this guy is different. Nhưng cái ông mục sư này ông rất là many, khác. Many people, young people came to Christ. Nên là ông làm những cái gì đó rất là sáng tạo và nhiều người trẻ họ đã đến với Chúa. And many things like that happen all the time. Và có nhiều người đã biết Chúa. So he told a story about his mother, 58. Trong cái buổi giảng đó, ông nói về mẹ của ông là 58 tuổi. To have a son like this guy, you have to be a little crazy yourself. Nếu mà có người con mà như vậy đó, thì là chắc bà mẹ cũng cái tính cách cũng rất là lạ. So in that city. Khi mà in Canada, I mean, the city. Yeah, trong tại thành phố Canada. Yeah, they have a bus ministry. Trong cái hội thánh của ông đó họ có một cái xe buýt. So in the winter time when it's cold. Và chiếc xe buýt này vào cái mùa đông nó rất là lạnh. They have this bus converted with tables like into a restaurant. Thì hội thánh của ông có cái xe buýt đó họ đi ra để đi truyền giáo cho những người ở trên đường phố vào ban đêm. They serve donuts, serve coffee free. Rồi trên chiếc xe buýt đó thì họ có những cái bàn rồi có cà phê rồi có bánh donuts. So mom called her son. Nên là mẹ của ông biết là cái ngày đó họ sẽ đi. Bà gọi cho con là ông mục sư đó nói rằng là tối nay mẹ muốn đi với con. So when his son arrived to pick her up. Tôi xin tóm tắt là sau đó người ta đã đón bà đi. She had dressed herself exactly like a prostitute. Và khi mà họ đến đón bà đi thì bà mặc đồ giống như là mấy cô gái mại dâm. She had the short dress. Bà mặc đồ là cái đầm ngắn. Red dress. Mặc áo đầm màu đỏ. Red nylons. Rồi vớ của màu đỏ. Red shoes that are very high. Cái giày cao gót màu đỏ. And a big red hat. Rồi có cái nón to vành đó màu đỏ. So her son looked to take one look at her. Nên là ông mục sư là con của bà mới nhìn mẹ. Mom, have you flipped? Nói mẹ ơi mẹ làm gì vậy? What are you doing? Mẹ làm gì vậy mẹ? She says I'm looking for a man. Nói là ta đi tìm đàn ông. This is the way prostitutes would do it. Và cái cách mà nói giống như mấy cô bà dâm. He cannot argue with his mother because he's the same kind of guy with Spider-Man. Ông không có thể mà tranh cãi với bà được nên là thôi để cho bà lên xe. Hearing stories like this makes evangelism fun actually, fun. Nên là những cái câu chuyện này thấy cái những người truyền giáo cũng họ cũng hay lạ. So when he came to downtown. Và khi mà cái xe của họ đi đến ở dưới phố. It was snowing, it was cold.
đến con phố đó và lúc đó trời lạnh lắm, tuyết. So the witnessing team went into a nearby sports bar. Và những người mà trong cái đội mà đi truyền giáo đó thì họ đi vào những cái quán bar, những cái nơi này nơi kia họ làm chứng. If you want to win souls to the Lord at that time, they're all inside watching television. Họ những cái mùa đông đó những người họ đi vào trong cái những cái quán bar đó họ xem TV rồi bóng đá rồi này kia trong đó. So mom stays on the bus. Rồi bà mẹ thì ở trên xe buýt. See something. She sees something. Rồi bà nhìn thấy cái gì đó. Crosses a very busy big street. Bà nhìn ra bà thấy gì đó, cái bà mới băng qua con đường. Sees a girl standing by the pole. Bà băng qua con đường, bà thấy có cái cô đó đang đứng ngay cái cột điện. So she talks to that girl. Bà đến, bà nói với cô gái. She said, "Can you help me?" Bà nói, cô có giúp tôi được không? She said, "I'm looking for a prostitute." Tôi đang tìm mấy cô gái mại dâm. You're looking for a prostitute? Nói, bà đang tìm những cô gái mại dâm à? Yes, sir. Yes, ma'am. Đúng rồi. Well, I am a prostitute. Nói là tôi là cô gái mại dâm đây. She said, "Really?" I didn't know that. Tôi không biết bởi vì. I thought you were waiting for a bus. Tôi tưởng đâu là cô đứng đây để mà chờ xe buýt. She said, "Why are you here?" Nói là tại sao. Again, she said, "I ran away from home." Thì bà bắt đầu hỏi cô này mới nói rằng là tôi đã bỏ nhà đi. Conflict with my parents. Tôi đã trước đây tôi sống với ba mẹ nhưng bây giờ tôi bỏ nhà tôi đi. So she said, "Let's go back to the bus." Rồi sau đó bà mới làm chứng về Chúa cho cô này rồi mới đưa cô này lên xe buýt. Peter preaches. Rồi ngồi nói chuyện với nhau. She meets Jesus big time. Bà nói là cô gái này thật sự là cần có Chúa Giêsu. Cô đã tiếp nhận Chúa Giêsu ngay. One of the members of the church says they can stay with me free. Và cô đã tiếp nhận Chúa Giêsu và sau đó có một người trong hội thánh nói rằng bây giờ cô có thể về ở với chúng tôi luôn. She does foundation class. She does foundation class. Và rồi cô cũng đi học giáo lý lớp căn bản. Gets baptized in the Holy Spirit. Sau đó cô cũng được bát tem bằng nước và bát tem thánh linh. Volunteers to go to Europe. Và cô cũng tự nguyện để đi đến nước Anh. With a small team from the church. Đi cùng với lại một cái nhóm đó để công việc truyền giáo. When it came back to time to return to Canada. Khi mà cái nhóm đó họ đi rồi. Cuối cùng họ trở về Canada. The young lady never showed up at the airport. Thì cái đoàn người ta đi đó, cô này không có xuất hiện để đi về. They couldn't find her. Người ta không tìm ra cô này. 20 years later. 20 năm sau. I'm in Canada at that moment. 20 năm sau thì ở tại Canada. Who walks through the door of the church? Ở trong hội thánh đó thì tự nhiên có người bước vào. That woman. Đó là chính cái cô gái đó. She said, "Let me tell you what happened." Và cô mới bước lên và cô kể. I met a young man on fire for the Lord. Cô nói rằng ở kia chuyến truyền giáo đó tôi đi với mọi người và tôi đã gặp một người là một sư. I decided to stay in Europe. Và tôi quyết định ở kết hôn và ở lại nơi đó. I married him. Kết hôn với người đó. We're in full-time ministry. Là chúng tôi đã hầu vì Chúa trọn thời gian. I have three children. Và bây giờ tôi có ba đứa con. This happened. Điều này đã xảy ra. Because your mama walked across the street. Bởi vì chính là mẹ của một sư đã băng qua con đường để đến gặp. Because tôi. You walked across the street, I'm called to walk across the street. Nên là Chúa Giêsu đã băng qua con đường để đến với mỗi chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm điều đó. Thì như vậy. As you know, giống như là quý vị đã biết. Jesus told a story. Chúa Giêsu đã kể câu chuyện. Two guys owed a bit debt. Hai người mắc nợ. One owed a little bit. Người thì mắc nợ ít. One owed lots of money. Người thì mắc nợ nhiều. Jesus forgave both debtors. Và Chúa Giêsu là cái người chủ đó tha hết nợ của họ. Here's the deep question. Và cái câu hỏi sâu sắc là who will love him more? Ai sẽ yêu Chúa nhiều? The one that has been forgiven much. Thì tất nhiên cái người mà được tha nhiều thì yêu Chúa nhiều. Whether we've been forgiven much or forgiven little. Cái người mà được tha thứ nhiều. What counts with God? Is what's going on outside the door. Cái điều mà chúng ta đã được tha thứ nhiều đó là chúng ta phải làm gì đó cho Chúa ở bên ngoài hội thánh. How much have you been forgiven? Vậy thì chúng ta đã được tha thứ như thế nào? If you've been raised in the CMA church. Chúng ta có phải là người được lớn lên trong hội thánh CMA? You still have had sin. Dầu là chúng ta ở trong hội thánh đi nữa, chúng ta cũng là người có tội. Your dad's a super pastor. Nếu mà dầu là ba của mình là mục sư đi nữa. As a daughter or son, you still have sin. Thì mình là con thì mình cũng từ nhỏ đến lớn thì mình cũng có những cái tội lỗi. People that have been forgiven. Nên là những người đó cần phải được tha thứ. And enjoy the Lord. Và họ phải nhận biết Chúa. To finish up. Để kết thúc. When I was being divorced. Khi mà tôi bị ly dị. By my former wife. Vợ trước của tôi ly dị tôi. She was involved with big stuff. Cô đã làm những cái việc. I đó. Had to step down being the pastor. Cô đã ngoại tình và rồi tôi phải từ chức. Of, bởi vì gia đình của tôi nó đã không có còn trật tự that, nữa. It was not my fault at all. Dầu là cái đó không phải là lỗi của tôi. But I had to go on with my life.
Nhưng mà tôi vẫn phải tiếp tục với cuộc sống của mình. Particular time I felt depression strong. Nhưng mà thật sự cái thời gian đó là tôi có cái sự mà rất là chán nản. I didn't want to go to church. Tôi không muốn đi hội thánh. I didn't want people to feel sorry for me. Tôi không có muốn mọi người nhìn tôi rồi cảm thấy tội nghiệp cho tôi. So I kind of took a 3-week vacation from the Lord. Nên là 3 tuần tôi không có đi hội thánh. A good friend of mine from Germany. Nhưng mà có một người bạn là người Đức của tôi. Powerful evangelist. Ông là người rất truyền giáo rất là mạnh mẽ. One-on-one type evangelist. Ông là cái người đi đến từng người một để làm chứng về Chúa. Him and his wife called me up. Thế nên là anh ta và vợ của anh gọi tôi. Invite me to attend their church. Bảo tôi là đi đến tham dự một cái hội thánh. Before I could say no. Trước khi tôi nói không. He said we're gonna have a nice breakfast afterwards. Thì anh nói rằng là đi hội thánh với tôi đi, rồi xong rồi sau đó cái mình đi ăn trưa. So I agreed. Nên là tôi đồng ý vậy. But I wanted to sit by myself in the last row of the church. Nên là tôi vào hội thánh, tôi ngồi ở cái băng sau cái ghế cuối cùng. I was not backslidden. Tôi không phải là người sa ngã. Still love God. Tôi vẫn yêu mến Chúa. But it was a tough time. Nhưng mà trong cái lúc này là lúc rất là khó khăn trong cuộc đời. I'm waiting for this church service to end. Và có một người phụ nữ. And there's the person that's ministering. Cái người phụ nữ này là cái diễn giả đó. Happens to be a prophet. Cô cũng là một tiên tri. She's in a wheelchair. Và cô thì đang ngồi, coi như cô ngồi xe lăn. Her name is Heidi Baker. Và tên của cô đó là Heidi. 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 And so my friends want me to go forward. Và sau cái buổi nhóm thì bạn của tôi bảo tôi muốn lên phía trước. Have her pray for me. Bảo tôi lên phía trước để cho cô này cầu nguyện cho tôi. I said no thanks. Tôi nói không. But they pushed me. Nhưng mà họ đẩy tôi lên. So there's nobody in the church now. Nên bây giờ thì không có còn ai trong hội thánh except nữa. Except the woman prophet. Chỉ ngoại trừ là cái cô diễn giả đó at thôi. That particular time, at that particular time. Và ngay cái giờ phút đó. I didn't see women in the ministry much. Cái thời điểm đó tôi không có tôn trọng lắm người phụ nữ trong chức vụ. So it was a little hard for me to hear a woman preach. Nhưng mà cô này là cái cô Heidi này cổ giảng. And again, she's in a wheelchair. Và cổ ngồi trên xe lăn. She's dying of something called MS. Và cổ đang coi như chết dần về một cái bệnh căn bệnh mà bị liệt đó. So she speaks to me. Và khi mà cô giảng, she says, "You're called to Asia." Sau khi thì cô mới bắt đầu nói tiên tri cho tôi. You've had a disaster happen. Cô nói tiên tri, cô nói là anh đã có một cái điều rất là khủng khiếp xảy ra. God says, "Move on." Nhưng mà Chúa nói là con hãy tiếp tục. Get back in action. Con hãy trở lại năng động. So when I heard her prophesy, và khi mà cô nói những lời tiên tri, hope jumped in my heart. Thì tự nhiên có cái hy vọng nó nổi lên trong tôi. I had my walk back. Và khi tôi trở về. And so my friend says, "Now we're going to go out and have breakfast." Và khi mà đi sau cái buổi nhóm này đi về là ăn sáng ăn trưa. This is a place that's crowded with young people from all over the world. Thì trong cái nhà hàng đó thì nó rất là đông người. So I'm looking forward to the breakfast. Thì tôi mong chờ để mà có buổi ăn sáng. Having fellowship with this evangelist and his wife. Để rồi cùng ngồi thông công với hai vợ chồng này. But that's not what was planned. Nhưng mà đây không phải là kế hoạch của anh ta. We can't sit with each other. Coi như là vô đó rồi không chúng tôi không ngồi chung. So my friend again, he's German. Nên là người bạn của tôi là người Đức. Germans have no fear. Người Đức họ không có sợ gì hết. He goes over to a big table of young people. Thì anh ta đến ngay cái bàn của người ta ngồi chung quanh đó. Excuse me, this is my friend Doug Paradise. Tự nhiên anh đến, anh nói rằng là đây là bạn của tôi đây. He's a missionary to Vietnam. Ảnh hầu việc Chúa tại Việt Nam. I said I want him to speak to you. Tôi muốn là anh này sẽ chia sẻ về Chúa cho các bạn. At that time I wanted to kill my friend. Lúc đó tôi mới là muốn giết ổng luôn. I want you to feel sorry for me. Tôi muốn mọi coi như là ảnh là ảnh phải tội nghiệp cho tôi. Fellowship with you. Huh? I'm gonna have fellowship with you. Tôi muốn là ảnh tội nghiệp cho tôi để tôi được thông công để mà ổng an ủi tôi. I want to enjoy a good breakfast. Rồi để ngồi ăn sáng với nhau. But my friend had no would not agree. Nhưng mà bạn của tôi là coi như không có thương xót thế nào hết. These young people did not want to hear about Vietnam. Ông tự nhiên ông biểu tôi là phải nói với mấy người thanh niên này mà mấy người thanh niên này đâu có muốn nghe về Chúa. But something changed. Nhưng mà khi tôi nói ra đó thì bắt đầu có cái sự thay đổi. I got my vision back. Có nghĩa là tôi lấy lại được cái khải tượng của tôi. Well, it says, you know, paradise. Chúa nói là paradise. Even though that you can't work with that particular church anymore in Vietnam. Dầu là con có thể là không có làm việc với những hội thánh ở tại Việt Nam because nữa. You've been divorced. Bởi vì con đã ly dị. I got a lot of work for you to do. Nhưng mà ta cũng có nhiều việc nữa cho con làm. Don't worry about a shut door. Rồi con đừng có lo cánh cửa cơ hội nó đóng cho con. Look for future good doors open. Nhưng mà con hãy tìm kiếm những cái cơ hội những cái cánh cửa mới xảy ra cho con. Some Christians sometimes were judgmental. Đôi khi có những cơ đốc nhân họ đoán xét nhau. I find unbelievers usually are not judgmental. Nhưng mà tôi thấy có những người mà không tin Chúa đôi khi họ lại không đoán xét. I like unbelievers. Tôi thích những người mà không tin Chúa. I don't care what flavor. Dầu là họ là người loại người nào. What they look like. Họ nhìn dáng như thế nào. I love the lost. Tôi yêu thương những người đang hư mất. How about you? Quý vị có như thế nào ạ?
Quý vị có yêu thương những người đang hư mất không ạ? I need more love for the lost. À, tôi cần thêm cái tình yêu đối với những người hư mất. You know, the apostle said to the Lord. The apostle said to the high priest. Khi mà sứ đồ Phaolô nói với những người thầy tế lễ. We cannot obey you. Nói với thầy tế lễ, nói rằng là chúng tôi không thể mà vâng lời các ông. We cannot stop preaching the gospel. Chúng tôi không có thể ngưng để mà nói về Chúa cho người khác. Some Christians can't get started. Có một số cơ đốc nhân không dám nói về Chúa cho ai. Sowing. Nên là chúng ta cứ hãy gieo ra. Generously. Gieo ra một cách rộng rãi. Don't worry about the seeds that don't grow. Đừng có lo về những cái hạt giống mà nó không có phát triển. Disciple the one that will grow. Nhưng mà hãy quan tâm đến những cái hạt giống mà nó sẽ phát triển. To finish up. Để kết thúc. Some people have excuses. Có những người họ có những cái lý do này kia. Why they're not committed to witnessing. Họ không có muốn hết lòng để mà đi ra làm chứng. Some young people say I'm too busy. Có một số người nói là tôi bận rộn lắm. You have wrong priorities. Thì là họ đặt thứ tự ưu tiên đã sai rồi. Some people might say I don't have time. Có người thì nói là tôi không có thời gian. Again, wrong priorities. Vậy là họ đặt thứ tự ưu tiên cũng sai. Number three, I'm shy. Có người thì nói là tôi nhút nhát lắm. Well, get filled with the Holy Spirit. Nhút nhát thì phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Number four, I'm older. Thứ bốn là nó là tôi già rồi. Go get old sheep. Già thì mình đi tìm những người già mà nói về Chúa. I don't have vision. I don't have vision. Tôi không có khải tượng. Repent and cry out. Không có khải tượng thì phải kêu cầu nơi Chúa cho có khải tượng. I don't know how to do it. Nói là tôi không biết ra làm chứng. Get some teaching. Không biết làm chứng thì mình hãy nhờ ai đó dạy cho mình. No genuine love for the lost. Rồi hoặc là nó là không có cái tình yêu thật sự cho những người hư mất. It's a clear sign of being backslidden. Không có tình yêu thật sự cho những người hư mất là đó là cái dấu hiệu chúng ta đang sa ngã. We can go on and function in church. Nên là chúng ta muốn có một hội thánh hoạt động tốt. Like everything is good. Mọi thứ đều tốt. But God wants to make it gooder. Nhưng mà Chúa muốn phải làm tốt hơn nữa. So I challenge you in the Lord. Nên là tôi muốn thách thức quý vị. To activate your witnessing. Ở trong Chúa là chúng ta phải năng động trong cái việc đi ra làm chứng. It's so much easier for you to witness in Vietnam than me that doesn't speak Vietnamese. Rất dễ cho quý vị là người Việt Nam sống ở Việt Nam để làm chứng về Chúa hơn cả tôi. But I can do better than someone that's not doing nothing. Nhưng mà nếu mà tôi làm thì nó cũng hơn là tôi làm được thì nó hơn là những người không làm. For the last time to finish up. Cái lần we're in Nam Penh. Lần cuối ở tại vì tại Nam Penh. I know in a small way the top leader of the country. Ở tại Nam Penh tôi biết có một cái người lãnh đạo rất là lớn. When we started attending his large church. Tôi đến cái hội thánh lớn. We volunteered to help. Tôi đến đó để tình nguyện để phục vụ nơi đó. Unfortunately, that guy wanted money. Nhưng mà mục sư này thì thật sự ông chỉ muốn cái việc mà hỗ trợ về tiền bạc thôi. He already had money. Lúc đó thì tôi không có tiền nhiều. So we had nothing to do. Chúng tôi không có điều gì so để we làm. Just attend church. Chỉ đi đến tham dự hội Because thánh I've thôi. Been kicked out of Vietnam. Bởi vì lúc đó là tôi bị đuổi ra Việt Nam. So one day I had a dream. Một ngày kia tôi có giấc mơ. Actually, three dreams. Và cái giấc mơ rất là hay. In a period of a month. In a period of a month. In a period of a month, I had three dreams. Trong giấc mơ trong một tháng đó là tôi có ba giấc mơ. In dream number three. Cái giấc mơ thứ ba. We were flying in a helicopter. Là tôi thấy là chúng tôi bay trên máy bay trực thăng. A white helicopter. Là máy bay trực thăng màu trắng. And it landed right in the middle of the Khmer Rouge. Chiếc máy bay đó nó hạ cánh ngay giữa cái vùng của Khmer Đỏ trong rừng. In a real war. Là cái nơi mà người ta đánh nhau. I heard that the pastor that I just described. Và tôi đã nghe nói là cái mục sư mà tôi mới mô tả đó là đến hội thánh của ông. Tôi mới đến với ông, tôi nói rằng tôi nghe nói là ông có người bạn có máy bay trực thăng. Can you help me? Xin ông có thể giúp tôi được không? He said, no. Ông nói không. He said, why not? Tôi nói tại sao không? He said, I don't believe foreigners should be in my country. Thì ông nói rằng tôi không có nghĩ là người nước ngoài mà lại đi ra làm chứng ở tại đất nước của tôi. Preaching the gospel. Đi ra để giảng tin lành. That's our job. Đó là công việc của mỗi chúng tôi. Well, I agree. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý, nhưng mà tôi nói rằng là không có ai mà vươn ra để làm chứng về Chúa cho những người Khmer Đỏ. I have to be better than nothing. Thì có tôi còn hơn là không có ai. Well, that little friendship kind of collapsed. Nên là cuối cùng cái tình bạn của But chúng tôi I was not discouraged. I didn't care. Ông không giúp tôi thì tôi cũng không có nản lòng. I said, I'm living in Cambodia. Và tôi nói là bây giờ tôi sống Campuchia. I love the Khmer Rouge. Tôi yêu thương những người Khmer Đỏ. Done. Finished. Done. Đây là đủ rồi. So the discouragement knocks. Difficulty happens in our life. Nên là đôi khi có những cái điều khó khăn trên đời Sometimes sống chúng ta. We hit heads with leadership. Đôi khi chúng ta cũng có những cái va chạm với những người lãnh đạo. Get over that stuff. Thì chúng ta phải vượt qua những get điều đó. Get on with God's call for your life. Chúng ta phải tiếp tục ở trong cái sự kêu gọi của Chúa All trên đời sống need chúng ta. At least some witnessing sometime. Nên là mỗi một chúng ta, dầu là cái chức vị nào đi nữa, chúng ta cũng phải đi ra làm chứng. Otherwise we become self-centered.
chúng ta đừng có đặt mình là trọng tâm. Church addicted. Hoặc là đừng có chỉ nghiện hội thánh. And no longer the salt. Mà mình không, mình là muối mà nó không còn mặn nữa. But if we walk in the balance. Nhưng mà nếu mà chúng ta bước đi một cách have joy in the church, we can have joy outside the church. Mình vui thích trong hội thánh. We can be part of the solution for many people. Vui thích trong hội thánh, mình là những cái giải pháp cho một số người trong hội thánh. So Father, right now in the name of Jesus. Nhưng mà mình cũng là cái người để mà giúp đỡ cho những người bên ngoài nữa. You cross the street for us. Xin chúng ta cầu nguyện, lạy Cha trong danh Chúa Giêsu. For many of us. Chúa ơi, Ngài đã băng qua con đường để đến với mỗi chúng con. We know, Lord, what you've done for us. Những điều mà Ngài đã làm cho chúng con. Would you give us fresh grace this Xin Chúa Ngài cho chúng con ân điển tươi mới của Ngài. We begin to do the same thing. Để chúng con cũng làm y như vậy. Lord, if we're good, could we get better? Để chúng con đã làm tốt thì xin Chúa cho con làm tốt hơn nữa. Good God, would you give us a fresh love, agape love for lost people? Xin Chúa Ngài cho chúng con có tình yêu tươi mới, tình yêu agape đối với những người hư mất. Not just do a program. Không phải là theo chương trình. But you are the program. Nhưng mà chính Ngài là chương trình của chúng con. Lord, we practice evangelism as a lifestyle. Cho chúng con được coi như là được thực hiện cái việc đi ra làm chứng như là một lối sống của chúng con. I pray that you would use each one of us. Xin Chúa hãy sử dụng mỗi một chúng con. To witness and win some to the Lord. Để mà đi ra để chinh phục nhiều người đến với Chúa. We're not compare ourselves to another guy. Và chúng con không so sánh mình với ai. But to the Lord himself. Nhưng mà chúng con chỉ so sánh mình với Father, Chúa mà continue thôi. To bless this church and other churches that are here. Xin Chúa Ngài tiếp tục chúc phước cho hội thánh ở tại nơi đây cũng như những hội thánh mà anh em con. Make us a blessing to the lost. Và để especially make us a blessing to the lost. Thế rồi và cho chúng hội thánh của chúng con là cái nguồn phước cho những người đang hư mất. In Jesus name. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Do you want to stand for a minute?